Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh của Guitar Trần Tùng. Hôm nay đầu xuân năm mới, Tùng xin kính chúc mọi người được luôn luôn mạnh khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, đúng không anh em? Và chúc mọi người luôn bình an trong cuộc sống và luôn đam mê guitar. Tùng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Trần Tùng trên kênh guitar và luôn tương tác theo dõi Tùng, yêu quý Tùng. Thì đấy cũng là một cái động lực mà Tùng tiếp tục làm công việc thường ngày, đó là hướng dẫn và chia sẻ guitar cho anh em. Tùng xin mạn phép là Tùng không phải là thầy dạy guitar, hay là Tùng không phải là một người mang tính chất hàn lâm. Tùng chỉ là một người chơi guitar bình thường, và Tùng chia sẻ những cái kiến thức mà Tùng biết để anh em trên kênh, mọi người cùng được tham khảo, cùng đồng hành với Tùng và tập guitar Tùng và chơi guitar với Tùng, là đó là niềm vui và hạnh phúc của Tùng. Hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em một cái kiến thức tiếp tục về chủ đề âm giai, liên quan đến những cái con số trên bậc của âm giai, và chúng ta tập làm intro ở bài mẫu số 2. Bài số 1 Tùng có hướng dẫn anh em trên kênh, đó là chúng ta tạo những cái giai điệu từ con số bậc 1, 2, 3, 4, 5, sau đó 7, 6, và chúng ta đánh theo quy luật đó. Chúng ta tạo được một cái intro rất là hay. Ngày hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em đánh các con số trên các bậc, là anh em nhớ cho Tùng là gì. Anh em đánh từ bậc 3, anh em lùi về bậc 2, sau đó anh em giáng bậc 2 xuống, anh em lùi về bậc 1. Vậy chúng ta có 1, 2, 2 giáng, lùi về 1, và chúng ta tạo được một cái câu intro rất là hay. Bất cứ một hợp âm nào anh em chỉ đánh cho Tùng 3 nốt đó thôi, gọi là 4 nốt đó, nhưng mà nó có 3 bậc, gọi là 3, 2, 1, vậy thôi. Khi 3, 2, 1, ví dụ trong mi thứ, anh em thấy mi thứ không? Ví dụ anh em Tùng đánh bậc 3 là Tùng đánh gì? Để Tùng lấy bậc 3 của nó, là anh em không biết bậc 3 nằm đâu thì anh em đánh là mi fa son, và anh em tìm nốt son ở trên giai điệu. Vậy khi solo thường thường người ta hay dùng dây số 3-2-1 để người ta solo thôi. Vậy ở đây dây số 1 có nốt son, vậy chúng ta sẽ có bậc 3 của mi là son, bậc 2 của nó là pha, đúng không anh em? Sau đó Tùng giáng cái bậc 2 này xuống, người ta gọi là giáng 9. Bậc 2 mà giáng nằm ngoài quãng 8 người ta gọi là 9, anh em nhé. Vậy ở đây Tùng có màu của mi giáng 9, ở đây có mi thứ, nốt này là pha, là bậc 2 gọi là bậc 9 ngoài quãng 8, thì mình gọi là mi thứ 9. Và đây có mi giáng 9. Sau đó anh em buông tay ra, anh em có hợp âm mi thứ là trở về chủ âm. Đó, như vậy anh em chỉ dùng những cái câu đó thôi. Và khi sau khi dùng về đến mi rồi thì anh em nối cái mi này này, anh em đếm lùi tiếp cái mi, nó lùi bao giờ đụng bậc 4 của hợp âm này thì chúng ta dừng lại. Vậy bậc 4 của hợp âm này là gì? Mi thứ. Bậc 4 là la thứ. Vậy Tùng đang đi lùi thì Tùng đã mi rê đô si la. Vậy đụng bậc 4 rồi, Tùng dừng lại ở bậc 4 thôi, và Tùng bắt đầu đánh cái câu này như sau. Là anh em bắt đầu là son son pha pha giáng mi rê đô si la. Ta được một câu như vậy. Đó là câu mẫu số 1. Sau khi đánh ra bậc 4 rồi thì anh em dẫn tiếp cho Tùng một cái mẫu câu nữa, là đánh cái bậc 4 này có một cái âm giai kéo bậc 4 này từ chủ âm la thứ về la thứ. Chúng ta có một cái câu dẫn là anh em nhớ cho Tùng trên cái công thức. Cần thiết thì anh em có thể ghi vào sách vở. Đó là anh em đánh cho Tùng vào bậc 1, 2, 3, 5, chính là hợp âm mi la thứ 9. La thứ 9 sẽ có câu là la, si, đô, mi. Đó. Sau đó anh em bắt đầu đánh cho Tùng cái câu này như sau. La là dây vuông, si, đó, trên dây số 5 chúng ta sẽ có la, si, đô đó. La, si, đô. Sau đó anh em đánh cho Tùng nốt mi. Là anh em đánh nốt mi là anh em phải lấy ngón số 2 anh em đánh cho Tùng nha. La, si, đô, mi. Để làm gì?
để anh em lấy cái ngón số 3 này anh em đánh vào nút La tiếp cho Tùng. La, sau đó có dây buông là Si, xong anh em đưa ngón số 1 vào nó có nút Đô. Chúng ta được hợp âm La thứ luôn và chúng ta đánh thêm nút Mi. Chúng ta có câu La Si Đô Mi, La Si Đô Mi. Sau đó anh em đưa tay xuống ngăn 5, anh em đánh tiếp nốt La Si Đô. Đó. Và chúng ta có câu nối như sau. Đó, anh em luôn nhớ câu này và anh em tập liên tục cái câu này cho Tùng như để mai mốt anh em làm cái kiến thức, đó là đánh ở cái màu 9 thì chúng ta luôn luôn nối ở được cái câu này rất là hay. Tức là chúng ta nối từ cái chủ âm đó đến chủ âm đó. Ví dụ trong mi thứ như vậy, Tùng sẽ nối từ mi thứ 6 giây xuống 4 giây, Tùng sẽ có câu là mi fa son si, mi fa son si, mi fa son si. Tùng có câu như vậy. Đó, anh em thấy không? Đó, cái câu là đây Tùng đánh cái câu này vừa xong, nó gọi là mi thứ 9. Vậy đây là La thứ 9. La. Đó, sau khi anh em hiểu được đánh, khi đánh một cái câu nào mình phải hiểu mình đánh đó là cái đánh cái gì, tại sao mình đánh cái câu đó. Đó, thì cái câu này nó là một cái câu dẫn từ chủ âm đó đến chủ âm đó. Đó, đánh vào chính nó thôi. Và từ cái chủ âm này, lúc đó mình khi mình đánh La Si Đô Rê Mi rồi thì xuống cái quãng 3 này này của La, anh em lại đánh tiếp cho Tùng mấy câu là La Si Đô và dừng lại ở Đô thôi. Sau đó anh em dùng cái kỹ thuật mà lúc nãy Tùng nói ban đầu đó, là anh em đánh từ bậc 3 đánh về bậc 2, anh em lùi về bậc 1. Thì ở trong La anh em cũng đánh như vậy. Ví dụ trên mi thì anh em đánh là son fa fa mi, thì anh em đánh ở La thì anh em đánh là Đô Si Si La. Anh em thấy không? Đó, Tùng đánh ở ba bậc của nó đó. Và Tùng kết hợp hai câu này lại như sau. Sau khi đánh đến nốt La rồi thì anh em muốn về mi thứ thì anh em chỉ lùi về, nó tự nó về đó. Anh em lùi bao giờ về đụng về nốt mi thì anh em về. Thì đây là La, thì anh em lùi về con son, lùi về tiếp có gì nhỉ, fa, và buông tay ra có mi. Anh em về được nhà. Và Tùng kết hợp hai câu này lại như sau. Và Tùng có một cái mẫu intro như sau. Anh em nghe một cái câu intro quen không? Thì đây là một cái intro mà Tùng lấy mẫu của một ca khúc, đó là bài Chiều Đông Moscow. Tùng có hát trên kênh và anh em yêu cầu cách đây 8 tháng mà Tùng chưa làm được cái intro bài này cho anh em. Thì thông qua clip đáng lẽ Tùng hướng dẫn cho anh em bài Chiều Đông Moscow, thì hôm nay Tùng hướng dẫn cho anh em cái kỹ thuật làm intro của bài này. Và thông qua bài này anh em có thể ứng dụng để làm những cái mẫu intro cho bài khác. Đó là cái ý tưởng mà Tùng muốn đưa tới anh em. Thay vì hướng dẫn một cái intro một bài nào đó cho anh em, thì Tùng lại đưa cái thông điệp đó. Anh em vẫn đánh được intro bài đó hoàn hảo, mà anh em sau khi đánh xong anh em hiểu được cái kiến thức khi chúng ta ứng dụng sang để chúng ta làm intro cho các mẫu intro của các bài khác. Đó là cái mục đích mà Tùng muốn hướng dẫn anh em ngày hôm nay. Đó là công thức anh em làm intro. Trong bài hôm nay anh em cần nắm cho Tùng hai câu. Đó là câu bậc 1 thì trong chủ âm mình sẽ đi từ bậc 3 2 1. Anh em chỉ nhớ cho Tùng cái câu đó. Xuống La thì anh em đánh là 3 2 1. Như vậy có hai câu này. Vậy từ mi thứ ra La thứ ta có một cái câu nối của La thứ ở bậc 4, đó là ở một cái hợp âm, chính là hợp âm màu 9, đó là La Si Đô Mi, La Si Đô Mi La. Đó. Chính cái câu này nó làm cái điểm nối giữa hai cái câu vừa rồi ta đánh. Và Tùng nối lại hai câu như sau thì nó có những cái chuỗi hợp âm như sau. Đầu tiên anh em đánh cái âm hình, anh em khi đánh một cái hợp âm nào đó, anh em đánh một cái nốt, một giai điệu nào đó thì đừng có để mất cái giai điệu. Chính cái giai điệu nó tạo thành cái nhịp phách và intro. Vậy ví dụ là Tùng muốn tạo một cái dòng pop ballad thì chúng ta đánh trên nhịp 4/4 và chúng ta tạo một cái màu như vậy. Anh em đánh cho Tùng cái dãy nốt giai điệu trên dây số 1 là nốt son
Sau đó anh em móc 3, 2, 1. À, anh em nhớ không? Thì cái dây số 1 anh em đánh cái nốt bát này thì đây gọi là hợp âm mi thứ. Có nốt son, xỉ son mi. Đó. Sau đó anh em đánh 2 lần. Đánh thêm một lần như vậy, 3, 2, 1 một lần nữa. Sau đó em nhấc tay lên, anh em đánh lên ngăn số 2. Anh em được hợp âm mi thứ 9, đó là nốt pha. Sau đó anh em giáng cái bậc 2 này. Thì bậc 2 này nếu nằm ngoài quãng 8 nó gọi là 9. Thì người ta gọi là giáng 9. Đó. Vậy đây ta có hợp âm mi thứ giáng 9. Sau đó anh em buông tay ra, anh em được hợp âm mà đô trưởng. Thì đây gọi là đô major 7. Hoặc là nốt mi này nó tương xứng với mi thứ. Hoặc là hợp âm la thứ. Trong la thứ có mi, trong đô có mi. Và trong gì nhỉ? Mà la thứ có mi thứ. Và mi thứ cũng có nốt mi. Như vậy ở trường hợp này ta sẽ dừng nó ở bậc 3, ở bậc 6 của nó, chính là đô trưởng. Sau đó ta lùi các nốt mi, rê, đô, si, la, ta về được bậc 4. Vậy ta có các hợp âm như sau. Khi đánh trong câu đó ta phải hiểu ta đánh tương ứng với các hợp âm mi thứ 9, mi thứ giáng 9, đô major, sau đó rê, đô, si, la, la thứ. Và ta dừng ở la thứ và ta chạy câu mẫu của la thứ. La, si, đô, mi, la, si, đô, mi. Chính là la thứ 9. Và chúng ta đánh xuống la, si, đô. Để ta dừng ở bậc 3 nó. Và ta lại áp dụng cái công thức vừa rồi, đó là đi lùi từ bậc 3. Thì ở nãy ta đi lùi từ bậc 3 của nó là nốt mi, son, fa, mi. Thì bây giờ ta đánh là đô, si, la. Đó, thì bắt đầu ta đánh đô, si. Đó. Thì khi anh em đánh đố vậy thì anh em đánh la thứ như vậy. Thì đây gọi là la thứ thăng 9. Đó, sau đó lùi về đây. Anh em buông hết tay ra, anh em bật bát mi và chúng ta có hợp âm mi thứ. Sau đó anh em chặn ở ngăn 5, anh em đánh nốt la. Anh em được hợp âm la thứ và anh em trở về nốt son thì anh em lại được hợp âm mi thứ. Và anh em trở về nốt pha thì anh em được mi thứ 9. Và anh em trở về nhà. Sau khi trở về nhà thì anh em có thể dùng cái câu mà Tùng hay chia sẻ cho anh em, cái câu rất là hay đấy. Đó là chính là nốt mi pha. Anh em đánh ngón số 3 nha. Anh em đánh là mi pha kéo xuống. Sau đó anh em đánh nốt son buông trên dây số 3, si buông trên dây số 2. Sau đó anh em đưa ngón số 1 và anh em đánh cho Tùng nốt pha son. Sau đó anh em trở về mi. Mi thứ 9 anh em. Đó, mi thứ 9 anh em bấm nốt si và nốt pha thăng ở trên dây số 5 và số 4. Đó. Và Tùng đánh tổng hợp lại toàn bộ cái câu này trên cái kỹ năng mà Tùng đã phân tích cho anh em cách đánh. Bắt đầu anh em có thể tạo giai điệu ở cách móc. Thì anh em cứ móc cho Tùng, mới đầu anh em tập móc thì móc giống như cái dạng mà mình tạo những cái giai điệu dòng nhạc nhẹ hoặc là rô măng đó. Tức là anh em móc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
số phách. Còn anh em đánh vào dây thì anh em có thể là đánh đảo nốt là 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2. Anh em nhớ chưa? Rồi sau khi anh em tạo được giai điệu rồi thì anh em bắt đầu đánh son. Đó, son 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 fa 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 do. Sau đó anh em đánh nốt mi đi lùi về rê trên dây số 2, đô si, và anh em bật bát la. Và anh em được hợp âm la thứ. Sau khi được hợp âm la thứ thì anh em đánh cái câu nối la si đô mi la si đô. Đó, mi la đó. Si
đố, và chúng ta nối xuống đây và ta đánh đố si si, thì anh em buông tay ra hết, anh em đánh bật bát số 6, sau đó anh em về nốt la, la thứ, sau đó anh em lên nốt son để đánh hợp âm mi thứ son, và về pha mi thứ 9 và mi, và anh em kéo câu mi fa son si fa son mi. Đó, đó là Tùng review chậm lại toàn bộ cái kỹ thuật đánh, và Tùng đánh lại cái câu này cho một lần nữa cho anh em hình dung ra, và bắt đầu chúng ta đánh như sau. Thì cái câu intro này thì anh em có thể ứng dụng và biến tấu nó ra để áp dụng nhiều cho ca khúc. Đặc trưng đó là bài Chiều Đông Moscow. Thì thông qua cái clip mà hướng dẫn cái intro này nhằm mục đích cho anh em đánh được cái intro của bài Chiều Đông Moscow. Thứ hai là anh em có thể ứng dụng những cái bài, một số bài, mẫu bài về mùa đông. Anh em có thể ứng dụng được về nó có màu của giáng chín, cái màu hơi hướng của những cái màu tuyết rơi, những cái sự buồn bã của sự lạnh lẽo cô đơn của mùa đông đó. Đó, khi anh em nghe câu này, này nó có màu giáng chín, khi Tùng giáng cái bậc chín này xuống này, anh em nghe thấy bắt đầu nó rất là hay, nó hút như vậy. Anh em nghe câu nó pha, anh em nghe rất là buồn, cái nốt này đưa vô bậc chín giáng thì đây gọi là màu thứ giáng chín, anh em nên hiểu cho Tùng. Chỉ trong la thứ anh em muốn đánh một màu giáng của la chín thì anh em đánh là đô, đó anh em được cái màu giáng chín vô này, cực kỳ hay. Đó là Tùng phân tích cho anh em hiểu khi chúng ta đánh một cái câu nào đó thì mình phải hiểu mình đánh cái gì đó. Vậy nguyên lý hoạt động của ca khúc và giai điệu, khi anh em có tiết tấu rồi thì anh em có thể thay đổi tiết tấu. Ví dụ có những câu này rồi thì Tùng có thể pha chế nó như vậy. Thành một intro như tăng 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 tăng. Ví dụ như thế. Đánh dạng acoustic hoặc là một số cái fingerstyle, một cái điệu hip hop nào đó. Vào một ngày trời không biết xanh, vào một ngày mùa đông vắng tanh, và cơn gió đang đều đông tới cuốn theo những lát vàng. Và anh em có thể đánh tăng 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 em đánh. Vào một ngày trời không biết xanh, và một ngày mùa đông vắng tanh. Ví dụ thế. Cái bài gì đó, bài này bài gì Tùng hát đại lời lung tung, anh em thông cảm. Hoặc là ví dụ những cái bài nó có hơi hướng về mùa đông chẳng hạn, như là Tùng gợi ý cho anh em nhé. Khi đánh xong intro này thì anh em có thể áp dụng vào Chiều Đông Moscow, hoặc là bài gì nhỉ? Bài gì của để Tùng nhớ xem là cái bài Mùa Đông Vắng Anh đấy. Đó, dụ như vậy nhá. Tùng đánh xong Tùng hát cái đoạn đó anh em nghe rất là hợp. Vì nó có hơi hướng của mùa đông, màu giáng chín. Đó, khi đánh như vậy. Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau,
Trời đông lạnh giá cho con tim ấm lòng, vì anh bên em chuyện trò thâu đêm, cho vơi đi bao nhiêu nhớ thương. Đó. Tình anh như gió ta ra 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 ra. Trời đông lạnh giá nghe sao ấm lòng. Ta ra 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 đi 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 đi. Mùa đông năm ấy có em. Cứ qua đông tới tình mình vẫn nồng say. Hè đi thu sang rụng rơi lá vàng khô đó. Những cái bài mà hơi hướng về mùa đông đó, anh em có thể đưa vô những cái câu intro này cực kỳ phù hợp với những cái giai điệu của dòng nhạc của cố nhạc sĩ Phú Quang, những cái ca khúc về nỗi nhớ mùa đông, hoặc là những cái bài về chiều đông Moscow hoặc là gì đó. Thì đó là những cái bài anh em có thể đưa vô để ứng dụng. Thì thông qua clip này, Tùng muốn dừng lại ở đây và mong anh em cảm nhận được cái bậc là chúng ta đánh trên kỹ thuật của nốt son, fa, fa dáng, gọi là màu chín, và về mi. Sau đó anh em đánh mi, re, đô, si, la, anh em ra được la thứ. Từ la thứ anh em đánh la, si, đô, mi, la, si, đô, mi, la. Để anh em xuống được la thì khi xuống đến la thì anh em đánh đến cái bậc 3 của nó, la, si, đô, và anh em dừng lại đô. Và anh em lại lấy cái mẫu mà son, fa, mi thì anh ở đây đánh đô, si, la. Để anh em có cái câu đô, si, la. Rất là hay. Và từ nốt la này anh em đi lùi về là son, mình lại về trở về được cái mi thứ rồi đó. Fa. Và buông tay ra đụng nốt mi. Anh em giữ được nguyên tắc đó. Khi anh em hiểu được nguyên lý rồi thì anh em có thể đánh được bất cứ hợp âm nào đó. Ví dụ là trong la thứ thì anh em có thể sử dụng cái câu này để đánh như sau. Câu công thức vừa rồi Tùng xuống la thứ, Tùng đánh cái câu nó để mình hát cho bài nào nó phù hợp với giọng la thứ. Đó là cái kiến thức mà Tùng tổng hợp lại muốn chia sẻ cho anh em trên cái những cái câu mà hay nhất. Tùng muốn hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cách để anh em tạo intro một cách dễ nhất, nó giúp cho những người mới tập guitar chúng ta có thể đánh được. Đó là chúng ta chỉ đánh trên bậc 1 2 3 thì chúng ta đánh lùi lại 3 2 1. Khi mà về 3 2 1 rồi thì chúng ta đánh lùi lại về, chúng ta ra được cái bậc 4 của nó. Ví dụ đánh trên la vừa rồi là Tùng dẫn cái câu qua rê thứ. Từ rê thứ Tùng đánh cái 3-2-1 của rê thứ để Tùng về cái la thứ và Tùng được cái câu intro đó. Ví dụ anh em muốn đánh trên si thứ thì anh em cũng đánh vậy thôi. Ví dụ câu. Đó, có phải là si thứ Tùng đánh 3 nốt đó thì tự nhiên nó về được mi thứ không? Và lúc về mi thứ rồi thì anh em lại lấy một cái câu dẫn của mi thứ, đó là mi thứ 9. Mi fa son si, mi fa son si, mi fa son si đó. Đó. Để anh em kéo về thôi. Kéo cái câu của gì nhỉ? Si thứ. Mi thứ thì lúc đó mi thứ thì anh em lại đánh bậc 3 của mi thứ, đó là đó. Là nốt son xong về nốt fa. Sau đó ta trở về được gì nhỉ? Chủ âm là si thứ. Đó, Tùng đánh mẫu cho anh em coi nhé. Đó, Tùng đánh cái câu cái intro vừa rồi là Tùng đưa xuống si thứ, Tùng đánh cho em coi này. Tức là khi đánh Tùng hiểu được nguyên lý thì Tùng đánh bất cứ hợp âm nào Tùng cũng đánh như vậy. Đó, bắt đầu đánh từ bậc 3. Rồi dáng nè. Chiều đông giá trăng trong lòng tôi, niềm cô đơn lẻ loi khi chiều buông lên ta ra ra ra. Đó, ví dụ là áp dụng chiều đông Moscow ở si thứ chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là đô thứ, hoặc đô thăng thứ, hoặc rê thứ, hoặc mi thứ.
bất cứ hợp âm nào mình cũng đánh như vậy được hết. Đó, anh em hiểu không? Đó là cái thông điệp mà Tùng muốn gửi đến anh em. Rồi, Tùng xin tạm dừng clip tại đây. Trong quá trình hướng dẫn, anh em xem có điều gì anh em chưa hiểu có thể liên lạc qua số điện thoại của Trần Tùng, đó là 033-889-1386. Hoặc là anh em có thể yêu quý Tùng thì có thể ủng hộ Tùng ở trên chính kênh của Tùng. Đó là cái động lực để Tùng làm tiếp tục làm những cái clip hướng dẫn cho anh em ở kỹ thuật, làm intro ở những cái bài số 3, số 4, số 5. Và Tùng sẽ ra nhiều các clip về liên quan đến vấn đề intro và những cái đề tài về bass, hoặc là về hòa thanh mở rộng, hoặc là về hợp âm nâng cao, hoặc cách đệm hát, hoặc là những cái ca khúc nào anh em yêu cầu trên kênh mà Tùng chưa làm được hướng dẫn thì mong anh em thông cảm. Cho Tùng nợ và Tùng xin tiếp tục rảnh thời gian Tùng sẽ làm từng bài một cho anh em để hướng dẫn tận tình cho anh em từng ca khúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo nha.